Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Mình là Quân. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là sử dụng tính năng Waypoint, hay còn gọi đó là tính năng bay theo map chỉ định trên InaV. Thì như các bạn đã biết, gần đây mình có đăng một số clip đó là test long range tầm xa, và tính năng Waypoint đã hỗ trợ mình rất là tốt trong việc là bay đúng hướng. Thì ở dưới mặt đất mình chỉ cần xoay cái anten đúng theo hướng máy bay, như vậy là sẽ giúp cho anten pad của chúng ta gọi là phát huy hết công suất, khả năng thu sóng về các bạn nhé. Trước khi đi vào trong InaV để setup thì mình có lốt lại một số ý như sau. Đấy, thì cái tính năng Waypoint này nó có rất nhiều tính năng, nhưng mà nó sử dụng cho cả tính năng trên quadcopter ấy. Nhưng mà mình chỉ cần sử dụng những tính năng cơ bản trên cánh bằng thôi. Và mình có những cái bước tạo như này. Đầu tiên đó là tạo mốt bay này. Thứ hai là tạo hành trình bay này. Thứ ba là chúng ta có thể tạo hành trình bay và lưu ra file, sau đó lặp lại được vào trong FC nhá. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta chưa cắm FC vào trong máy tính mà chúng ta vẫn có thể tạo hành trình bay. Đấy, thì cái thứ tiếp theo đó là khi sử dụng thì có hai cách để làm Waypoint trước khi bay nhá. Đó là cách thủ công, chúng ta dùng lệnh stick ở trên tay điều khiển để làm. Đấy, còn cách tự động thì ở InaV 3.0 thì đã cho phép là tự động load mà không cần dùng stick. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng CLI để bật nó lên các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi vào InaV. Đầu tiên là chúng ta connect với FC này. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo cái mode đây rồi nhá. Tạo cái mode bay Waypoint thì chúng ta sẽ gắn một stick nhá. Đây, ở đây thì mình đã kéo rồi nhá. Đây, trong trường hợp chưa bạn chưa bật đúng không, thì chúng ta sẽ thấy là LAV Waypoint này, chúng ta sẽ gắn nó vào switch của mình đang sử dụng switch 8. Đấy, mình để luôn như này nhá. Và chúng ta nhấn save. Thì như vậy là chúng ta đã tạo xong cái mode là Waypoint nhá. Tiếp theo, sau khi chúng ta đã tạo xong cái mode bay thì chúng ta sẽ đến cái bước đó là tạo hành trình bay. Chúng ta sẽ quay trở lại đó là tab Mission Control. Đấy, các bạn ở ra này nhá. Thì đây là cái hiển thị máy bay của mình, đây là ở trong nhà mình nhá. Và cái khu vực bay mình muốn đang bay là khu vực ngoài này. Rồi, bây giờ chúng ta setup đầu tiên đó là chúng ta nhấn vào cái nút dấu cộng này. Đó, chúng ta sẽ thấy là default setting nó là độ cao ở 100, đây là 10.000 cm thì nó là 100 m các bạn ạ. Thì bây giờ mình muốn tăng lên đó là 150 m, đấy thì mình chỉ cần đổi đó là thành 15.000 cm. Và chúng ta nhấn save. Rồi, thì sau khi mà chúng ta đã setting đầu tiên thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó là tạo điểm tham chiếu bay theo map. Đấy, thì rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần, đây mình muốn bay ở trong khu vực này nhá, chúng ta chỉ cần click chuột trái. Đấy, Waypoint 1, 2, 3, 4, 5, 6 chẳng hạn. Đấy, thì khi mà chúng ta tạo xong cái 6 Waypoint này thì bây giờ giả dụ Waypoint 1 thì chúng ta bay ở độ cao đó là 150 m, sang Waypoint 2 chúng ta muốn nâng lên đó là 200 m để chúng ta đổi nhảy nhá. Đấy, lập tức nó sẽ xếp lại. Rồi khi mình bay đến cái Waypoint 6 này này thì mình muốn nó là thực hiện đó là return to home thì chúng ta phải nhấn vào cái dấu cộng này này. Và chúng ta nhấn chọn đó là return to home nhá, thì lập tức là đến mode 6 này nó sẽ là return to home này. Hoặc nếu mà đến mode 6 này chúng ta không muốn return to home mà chúng ta sử dụng đó là tính năng landing. Đấy, tức đến cái điểm này chúng ta sẽ hạ cánh xuống, thì cái này nó chỉ chắc là phù hợp với cả chúng ta sử dụng cái quadcopter ấy. Thì hạ cánh thẳng xuống, chứ cánh bằng thì tốt nhất là mình khuyên các bạn là không lên tự hạ nhá. Thì tự hạ cánh bằng nó sẽ là bán kính 50 m quay vòng tròn cái điểm tự hạ đấy, như vậy là không an tâm đâu. Tức là chúng ta cái sử dụng đó là tính năng return to home các bạn nhé. Đấy, thì đến cái điểm 6 này là chúng ta cho return to home. Đấy, nhưng mà thôi, của mình thì đang ở gần nên tốt nhất là mình không sử dụng tính năng return to home, mình cứ để nguyên nhá, tắt cái đi. Đấy, thì ngoài ra là chúng ta có thể là tạo rồi chúng ta có thể kéo được cái vị trí, ví dụ mình muốn kéo đổi vị trí này đó. Đấy, mà muốn là rộng ra hay gì thì tùy. Đấy, ngoài ra thì đọc trên đây cho các bạn để thấy là cái thông số này. Đấy, chúng ta có thể thấy là tổng quãng đường bay này đó là 780 m này, chúng ta kéo dài ra đấy nó lên từ 1 km đấy, 1.000 m này, thấy không? Đấy là cái thông số cơ bản. Ngoài ra thì các cái điểm tham chiếu như là chỉ số lat long đấy, thì cái cơ bản của mình chỉ quan tâm đến là ở vị trí bay đến điểm tham chiếu này, cái độ cao này. Đấy, mình muốn bay xa hay bay gì đấy thì chúng ta kiểu 6 này thì máy sang bên này, nhưng 7 thì mình sẽ cho về. Đấy, nó sẽ tự động đến cái điểm 6 là quay về. Đó, rất là hay luôn. À, còn một cái nữa đó là ví dụ như là cái điểm tham chiếu mình không muốn sử dụng nữa, mình muốn xóa đúng không? Đấy, thì ở đây nhá,
sẽ có một cái nút này, các bạn kích click vào Wallpaper chúng ta muốn xóa đúng không, chúng ta sẽ có thêm một cái nút xóa này remote đấy, lập tức là sẽ thay có sự thay đổi được chưa. Trong trường hợp mà chúng ta muốn xóa hết thì đơn giản thôi, chúng ta nhấn vào cái nút remote on này này đấy, thì lúc đấy là sẽ xóa tất cả và chúng ta sẽ tạo lại từ đầu nhé các bạn nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta đã tạo xong các điểm tham chiếu bay thì bây giờ chúng ta sẽ cần lưu lại vào trong FC. Thì chúng ta sẽ có hai cái nút, đó là cái nút Save Mission to FC và Save April Mission. Đó, thì hai cái nút này nó khác nhau như nào? Đó, thì cái nút đầu tiên đó là Save Mission to FC này nó kiểu dạng như là cái bộ nhớ tạm thôi. Tức là khi mà chúng ta đã cấp nguồn cho FC cắm pin rồi nhá, chúng ta tạo Waypoint, chúng ta lưu vào trong đây thì chúng ta bay như bình thường. Nhưng mà trong trường hợp mà khi chúng ta rút pin ra cắm lại thì lập tức là cái bộ nhớ của cái mission này là mất, không còn nữa. Thì để giải quyết vấn đề này nó sinh ra cái nút thứ hai, đó là cái nút Save Airborne Mission, tức là khi mà chúng ta rút pin ra cắm lại và chúng ta vẫn có thể loát lại được cái điểm tham chiếu đấy thì mình sẽ cần sử dụng cái tính năng lưu lại vào hẳn ở bên trong, thì để khi chúng ta ra bãi chúng ta thể loát lại được bình thường đấy. Bây giờ mình sẽ nhấn nút này, các bạn để ý ở cái thanh trạng thái đấy nhá, mình sẽ bật cái show log lên, các bạn thấy là khi mình nhấn này, nhấn save, các bạn thấy không, lập tức là Aperome đã nhấn là save nhá, thì như này là đã lưu thành công nhá. Một cái nữa là cái GUI này thỉnh thoảng nó hơi lag, lúc mà nhấn save thỉnh thoảng nó sẽ tích xanh ở cái điểm này nhá. Mình nhấn thử thêm một lần nữa này, thử phát nữa xem được không. Đấy, thỉnh thoảng nó lag nhưng mà mình chắc chắn với bạn là sau khi mà trạng thái lốc mà Epro này đã xếp thì tức là cái mission này đã được lưu vào trong cái bộ nhớ. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước đó là kiểm tra xem là cái bộ nhớ này nó đã cái mission file này đã lưu trong bộ nhớ hay chưa. Chúng ta phải cần đầu tiên đó là disconnect và rút cái FC ra. Chúng ta cắm lại. Đấy, mục đích là để kiểm tra xem nhá. Nếu chúng ta nhấn connect này. Đợi một chút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại đó là Mission Control và chúng ta nhấn đó là Load. Đấy, các bạn đã thấy là mình đã load đủ 7 cái tham chiếu như lúc nãy nha. Đấy, như vậy là mình đã thành công đó là lưu lại vào trong bộ nhớ và sau đó load lại. Tiếp theo chúng ta có thể là tạo hành trình bay và lưu ra file và sau đó lại load lại được. Thì mục đích của tính năng này là chúng ta sẽ tạo ra cái nhiều cái file mission parallel khác nhau đấy, ví dụ như là file 1 thì mình bay ở cái map nhà, file 2 mình bay ở map ở chỗ bạn của mình đó, thì chúng ta có thể vào kết nối với cái mở cái tab INAV ra, mở phần mềm INAV và đến cái tab mission control này không cần phải kết nối đến FC nữa các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ tạo Waypoint như bình thường, cũng có các cái set chỉ số đấy. Thì ở trên này sẽ không có cái nút mà save to room đâu, mà nó sẽ có hai cái nút này thôi. Đầu tiên là nút save và nút load file đúng không? Thì bây giờ chúng ta tạo xong rồi, chúng ta nhấn vào nút save. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đó là wp-1 được chưa? Nhấn save thì lập tức ở trên cái laptop của mình nó sẽ có thêm một cái file đó là đây, wp-1.mission này, chúng ta sẽ edit xem thử, cái này vẫn xem thử nhá, chúng ta xem thử nó tận text. Thì cái mã code trong này nó là cái mã code XML đấy các bạn ạ. Đấy, bên trong này sẽ có các điểm tham chiếu được chưa? Cái này chỉ xem tham khảo thôi cho nó giữ nguyên nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến đó là load thử file. Chúng ta sẽ mở ra cái tab khác này, đến cái mission này. Đấy, và chúng ta sẽ nhấn vào load waypoint này. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy là mình đã load file thành công nhá. Thế ơ, bây giờ trong trường hợp mà chúng ta muốn nó lạp vào trong cái phần mềm bay đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ kết nối với FC này và chúng ta đến cái tab mission control và chúng ta load file loop p1 này. Đấy, trong khi load xong thì chúng ta như lúc nãy thôi, chúng ta nhấn vào save Aperome này này. Đấy, đây như mình sẽ nhấn này, các bạn thấy không, lập tức đã báo là Aperome save, như vậy là mình đã lưu thành công nhá. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta đã ghi đè một cái mission parallel mới thì các bạn nhớ là cũng phải kiểm tra lại các bạn nhé. Thì trong trường hợp là có thể nó lag, nó sẽ không lạp được cái waypoint mới ấy, thì chúng ta cứ như lúc nãy thôi, nhấn vào lạp lại kiểm tra xem là chúng ta đã load được cái chừa đó. Thì như vậy là mình đã lạp thành công. Mà trong trường hợp mà các bạn mà vẫn thấy nó load cái waypoint cũ ấy, thì các bạn phải tạo lại và save lại nha. Rồi, thì
Đây là cái GoPro mẫu của mình. Mình sẽ bay theo cái hình trái tim. Và trong ngày hôm nay mình sẽ bay thử lên cho các bạn xem là xem máy bay của chúng ta sẽ có bay theo đúng cái GoPro mình đã vẽ hay không nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến phần hướng dẫn sử dụng. Đấy, thì để lạp được GoPro chúng ta sẽ có hai cách: cách thủ công và cách tự động. Thì cách mình sẽ để cho cái cách thủ công để tí nữa đi. Bây giờ mình sẽ đi đến đó là cách tự động trước. Thì như mình load ở đây, thì cách tự động thì ở Inav 3.0 chúng ta có thể tự động load mà không cần dùng stick. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng đó là lệnh CLI nhá. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần copy cái lệnh này. Đấy, và chúng ta sẽ quay trở lại cái tab đó là tab CLI. Chúng ta nhấn copy paste vào và chúng ta nhấn save đó. Thì lập tức là GoPro chúng ta sẽ khi được cắm pin vào sẽ tự động load và chúng ta có thể sử dụng được luôn. Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ đến đó là cách lạp thủ công nha các bạn nhé. Thì bây giờ như giả dụ chúng ta đang ra ngoài bãi bay đi, bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho FC này. Đấy, chúng ta sẽ cấp nguồn như bình thường nhá. Rồi. Đợi FC khởi động các bạn nhé. Đấy. Còi báo FC đã khởi động xong này. Đấy, sau khi mà khởi động xong chúng ta sử dụng cần tx này các bạn nhá. Chúng ta sẽ gạt stick chéo lên trên này như này. Đấy, các bạn nghe thấy không? Tiếng tít tít là lạp nhá, lạp lại nhá các bạn nhá. Đấy, chúng ta có thể lạp nhiều lần cũng được, thử mà. Đó, thì như vậy là mình đã lạp thủ công thành công nha các bạn nhá. Nhưng mà ở Inav 3.0 ấy, thì tốt nhất là mình khuyên các bạn là để chế độ auto lạp đi. Mặc định bật lên phát là lạp luôn, thì tránh trường hợp là chúng ta quên mất không lạp. Đấy, như mình lần trước cũng bị một vài lần là cho máy bay bay lên rồi mới nhớ ra trước quên chưa lạp GoPro lại, phải cho hạ xuống rồi chúng ta lạp lại nhá. Thì như vậy là nó sẽ đỡ bị tình trạng như mình nhá. Rồi, như các bạn đã thấy thì bây giờ mình đang ở ngoài bãi và bây giờ mình sẽ thực hiện cất cánh lên và sau đó chúng ta sẽ vào chế độ GoPro nhá. Thì ở trên góc màn hình góc bên tay trái các bạn có thể là ứng dụng đó là Telemetry View. Và ngày hôm nay mình sử dụng đó là module R9M là phần mềm ExpressNR thì có thể gửi data về trên điện thoại được các bạn nhé. Các bạn để thấy là máy bay của mình bay đến đâu là lập tức sẽ hiển thị lên trên Google Maps các bạn xem nhé. Thì bây giờ mình đã cất cánh thành công và sau đó chúng ta sẽ vào chế độ GoPro các bạn nhé. Rồi, các bạn đã thấy là lập tức mình đã vào GoPro điểm tham chiếu 2/14. Đấy, có thể bên cạnh là hiển thị này luôn là cái số mét mà đến điểm GoPro tiếp theo. 3/14 rồi. Và các bạn để ý là trên cái ứng dụng Telemetry View nó bắt đầu bay đến đâu là sẽ ghi lại lịch sử bay nhá. Mình để màu đen nên nó hơi khó nhìn một chút nhưng mà nó vẫn ghi lại cái lịch sử đường bay. Và chúng ta sẽ đang bay theo cái đường bay của hình trái tim nhá. Để các bạn xem là liệu rằng máy bay có bay đúng hướng của chúng ta không nhá. Đấy, như vậy là chúng ta sắp được một lửa trái tim rồi các bạn ạ. Thì cái ứng dụng mà hiển thị cái thông số Telemetry View này nó rất là hay các bạn ạ. Là như chúng ta có thể là làm clip ghi lại lịch sử của đường bay các thứ, bay đến đâu hoặc là ví dụ như là bị rơi chỗ nào thì tín hiệu cuối cùng nó sẽ vẫn sẽ hiển thị ở trên cái map này mà chúng ta vẫn có thể là sử dụng để xem là máy bay đang ở điểm ở chỗ nào chúng ta ra tìm đấy chẳng hạn như vậy. Rồi chúng ta sắp sửa bay xong đó là các điểm GoPro nhá, đang 11/14. Thì có một cái là cái GoPro này mình khi mà đến GoPro cuối cùng mình không set là return to home mà lập tức Inav nó sẽ là bay vòng tròn tại chỗ điểm GoPro cuối cùng. Các bạn có thể nhìn nhá. Đấy, mình đã bay gần về đến đích rồi. Đấy, điểm 14/14 này bắt đầu máy bay sẽ bay vòng tròn luôn ở cái điểm cuối cùng. Đó, các bạn xem nhá. Đấy, lập tức các bạn thấy không? Máy bay bắt đầu quay tròn đấy. Đó. Thì lúc này là máy bay của chúng ta đang chờ lệnh xem là thoát GoPro để lái tiếp hay là chúng ta sẽ để im. Đấy, thì chúng ta khi mà đang ở điểm cuối cùng vòng tròn này chúng ta có thể bật return home là về như bình thường các bạn nhé. Đấy là chúng ta có thể thoát GoPro và lái tiếp đi. Rồi,
Cuối cùng, nếu các bạn cảm thấy clip này hay và bổ ích, đừng quên ủng hộ mình bằng một like và một subscribe. Mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác. Chào tạm biệt các bạn nha.